Hello anh em nhá, hôm nay đi chung kết liên đấu thì tiện em sẽ review Ác Ma Bư, một trong những cao thủ của bang B và mà cũng là một người duy nhất ở server đánh theo con đường môn cửu cung anh em ơi. Đầu tiên là anh ấy sở hữu cho mình một set vô tình, dây chuyền thì 5.40, nội lực 136, một cái nhẫn nội công 20, một cái ngọc bội phòng thủ 24, sinh lực cộng 22, một cái áo khá là ngon, kháng độc 25, sinh lực 192, kỹ năng 1 cấp luôn, áo khá là ngon. Và một cái nón thủy 6 dòng, sinh lực, nội lực, choáng 40, sinh khí 19, cũng như kháng hỏa 25. Một cái sâm hoàng, sinh lực 373, tốc độ đánh 35, sát thương vật lý ngoại công 123, sát thương vật lý ngoại công 50 điểm, hút nội lực 8, tâm nhãn 3 cấp luôn, binh luôn anh em. Một cái giày sâm hoàng, sinh lực 269, cửu cung 9x là 3 cấp, tốc độ di chuyển 54, phòng thủ 26, nội lực 186, tích lịch đơn 1 cấp. Cái giày quá ngon, cái giày 3 cấp 9x quá ngon. Một cái đai lưng sinh lực nội lực thể lực, thân pháp 19, làm chậm 40, phòng thủ vật lý 20, đai lưng xịt mất phòng thủ anh em ạ. Một cái bao tay sinh lực nội lực thể lực này, làm chậm 40 này, thân pháp 19 này, phòng thủ vật lý 24 cũng vẫn là xịt tay rồi. Một cái nhẫn thủy kháng hỏa 19, sinh lực 115, choáng 30, nội lực 33, sinh khí 5. Rất nhiều nhẫn thủy 6 dòng mà em thấy bên bú này rất rất lười tìm. Anh em bên băng bú rất lười tìm nhẫn 6 dòng. Một con chiếu dạng ngọc sư tử. Một cây ấn sát thương vật lý bỏ qua phòng thủ đối phương 20% là ấn cấp 4 của hệ kim. Một cái mặt nạ em tính là 40, được có 40 choáng, được một món kháng hỏa này. 70 choáng, hai món kháng hỏa này, tổng là được 80 choáng. Làm chậm 40, 80 làm chậm. Rồi, đúng 80 làm chậm. Phòng thủ vật lý giày, đai lưng, bao tay, ngọc bội. Hết. Thế là được 80 làm chậm, 80 choáng. 90 làm chậm, 80 choáng. Con này thì đạt được mốc 158 rồi này. Coi được 158 rồi. Được 5 tâm nhãn là 158 rồi. 80 làm chậm. Dây chuyền nữa, quên không có dây chuyền, cả dây chuyền nữa là 3 món làm chậm. Là 120 làm chậm với cái mặt nạ nữa là 130 làm chậm. 130 làm chậm 80 choáng. 70 cộng 10 là 80 anh em ơi. Ôi chết rồi, gặp bảo chiêu rồi anh em ơi. Em sẽ dừng video clip ở đây nhá. Bye bye anh em.